Cú xin chào các bạn nhé. Thì đây là phần 2 của danh trại ở video mà khi sáng Cú úp cho các bạn xem nhé. Thì bây giờ là chúng ta sẽ mang qua boom để đi 10 ván còn lại nha mọi người. Thì đây vẫn là con ạc level 30 ở server 547 nha các bạn. Đây thì do là Cú cầm cây super cara nhưng mà hầu như là không có được bao ván nào luôn mọi người. Điều đã kết thúc ở tên đầu tiên rồi, thành ra là bây giờ chúng ta phải cầm mát lực chiến để đi xem như thế nào nha. Thì nói về wow boom á, thì nó sẽ tăng lực chiến cho chúng ta là cao nhất ở Genny Mobi hiện tại bây giờ, là vũ khí tăng lực chiến cao nhất nha mọi người. Thì cái chỉ số nữa cũng sẽ thuộc về tấn công, nhanh nhẹn và may mắn. Tuy nhiên thì vòng thủ nó sẽ thấp một tí xíu, nhưng mà khi mà các bạn mang boom á thì chủ yếu là cho nó rít và được lực chiến thì nó rất là khủng khiếp. Nhưng mà về độ sát thương và cả hộ giáp thì nó sẽ không bằng vũ khí 3 tia là đương nhiên rồi nha mọi người. Đây ván đầu tiên thì Cú gặp một bạn level 2X thôi. Bây giờ là mình sẽ full dam cho các bạn xem nhé. Rất là đẹp luôn, vũ khí boomerang hầu như là cái hiệu ứng của nó cũng như là cái hình ảnh nó rất là đẹp. Một tia đầu tiên thôi là đã kết thúc được bạn ấy rồi. Tiếp tục thì ván này Cú gặp một bạn level 31 nha. Hình như là bạn này ở cùng server thì phải ấy mọi người. Bạn cám idol nè, hồi nãy Cú có lướt sơ ngang cái server thì thấy hình như là bạn ấy cũng có lo nữa các bạn. Thì đây là một pha full đam. Đây rất là đẹp luôn. Được 9k máu một tia nha các bạn, bạo kích. Thì không biết là bạn ấy có đào chúng ta hay không thì không biết nha mọi người. Tại vì nói chung thì con ạc này so với những bạn ở cùng level thì nó rất là mạnh, cho nên là họ có đào thì cũng là một chuyện rất là bình thường. Tại vì khi mà các bạn quá mạnh rồi, các bạn ép tem địch cũng phải chơi đam thì làm sao mà họ đam nổi mọi người. Thành ra là Cú cũng rất là thoải mái về vấn đề đó. Thắng thua thì không quan trọng đâu, chủ yếu làm video vui cho mọi người xem thôi. Thì đối với những con ạc 30 như thế này á thì Cú chỉ đào với những bạn 4X, 5X hay là 6X, 7X gì đó có lực chiến cao một xíu thì mình sẽ chơi đào. Còn đối với những bạn 4X, 3X mà có lực chiến ngang ngang tầm hay thấp hơn thì chúng ta sẽ chơi đam nhé mọi người. Thì đây là một pha băng mid luôn. Thôi toan rồi, nó bị đơ rồi mọi người. Tại vì hiện tại thì một tay là mình quay video cho các bạn, một tay là mình phải dùng máy kia để ghép tin nhắn ấy. Thành ra là đôi khi bắn nó cũng hơi gà hay là này kia thì các bạn cũng thông cảm nhé. Mình bỏ luôn một lượt rồi mọi người ơi. Nó bị đơ ấy, không có ấn vào cái màn hình được. Thì đây là một pha bao mid của bạn ấy nha, khá là may mắn. Bây giờ là Cú sẽ bật skill và bỏ lượt, sau đó thì sẽ dùng full dam và cả skill của Phượng Hoàng nha các bạn. Đây, rất là chuẩn xác luôn. Thì tia đầu tiên là bạo kích 26k máu nha. Tại vì thường thường á, ban ngày á, thì hầu như là buổi sáng thì Cú rep, tại rep những cái tin nhắn vào buổi tối mà lúc mình ốp rồi á, mình ngủ rồi á, thì mọi người nhắn thì sáng thức dậy ghép là trả thẻ cho mọi người và ao trận này kia là làm xong rồi mình sẽ được nghỉ một tí xíu. Tầm trưa trưa thì cũng sẽ có một vài kèo và chiều chiều thì cũng sẽ có một vài kèo. Thành ra là nó cũng cái kiểu như là nó không có luôn tuồn á mọi người, nhưng mà nửa tiếng một tiếng là sẽ có người nhắn tin cho mình một lần. Thường thường thì mình thấy như vậy nha. Còn buổi tối á thì đôi khi mình làm không kịp, tại vì buổi tối thì các anh chị rảnh á thì lúc đó họ mới nạp hay là họ mới mua bán này kia. Thì thành ra là đa số nó sẽ bị dồn kèo vào buổi tối rất là nhiều, và đặc biệt là vào khung giờ từ 9, 10 giờ, 11 giờ ấy. Đấy là cái khung giờ vàng của giao dịch đấy mọi người. Có khi mà mình làm xong mà đến 11, 12 giờ đêm luôn ấy là coi như hết ngủ luôn. Tại vì mình rất là khó ngủ, không phải nằm xuống là ngủ được như người ta các bạn. Nó bị kiểu như nhìn điện thoại quá nhiều rồi, khi mình nằm xuống là 1, 2 giờ đêm là mới ngủ được. Thì đến sáng là khoảng 5 giờ, 6 giờ gì đó là mình mắc thức dậy để ao trận, để tranh thủ là kịp trước 8 giờ hết cho mọi người.
Thì nếu bạn nào cần thuê ao trận thì các bạn cứ inbox cho mình nha. Tại vì hiện tại thì cũng có một vài bạn bán ạt, thành ra là ngưng ao rồi. Thì mình vẫn là nhận khoảng 20 ạt thì đã được mười mấy ạt rồi. Nhưng mà cũng được một số người đã ngưng rồi, tại vì họ nghỉ game ấy các bạn. Bây giờ là mình gặp bạn Thống nha. Tên nhân vật là Thống, hình như là bạn ấy bị văng ra ngoài ấy. Nhưng mà một pha đầu tiên của cú thì đã bị miết rồi mọi người. Thì để xem là bạn ấy có đào hay không nha. Tại vì Super Kara có bao á, mọi người sẽ đào như là giỏ đồ vậy á, rất là kinh khủng. Thì đây là một pha ném chay nha. Không thấm cho mấy thì chắc là cú nghĩ bạn ấy sẽ chơi đào thôi mọi người. Tại vì một tia ném chay mà chỉ được một ca máu, bét cắn chỉ 400 máu là chứng tỏ khá là yếu hơn mình rất là nhiều nha. Băng như thế này thì chắc chắn là đào rồi chứ không có skill đâu. Biết cả hai băng luôn mọi người. Thì để xem là pha sau bạn ấy nếu như mà sử dụng skill á là sẽ đam, còn nếu như mà bạn ấy bay sang là chắc chắn là đào. Tại vì nếu như mà sử dụng skill thì đứng tại chỗ bật cái skill 2, sau đó bỏ lượt và sau đó dùng skill bow của Hượng Hoàng thì sẽ dồn được rất là nhiều sát thương nha. Thì đây là một pha đào nha mọi người. Cộng 2 và 50% sát thương. 3 lần thôi là hết cái cảnh rồi mọi người. Thì do ván này là cú sơ sức nha các bạn. Vừa ghép thành ra là bị mít rồi. Toàn rồi, 19 ván. Mình đi 20 ván mà hồi nãy cái video trước với cả cái video này thì mới thua một ván thôi mọi người. Lần sau là chắc phải cẩn thận hơn. Chơi bia bơm luôn quá. Bây giờ thì gặp một bạn level 45. Nhìn có vẻ thì bạn ấy không có mạnh đâu. À đúng như cú nói luôn, bạn ấy sử dụng bét gà đen, chỉ mới bận xong đồ hoa văn thôi mọi người. Wow, đẹp phết đấy. Bắn ra thì nó đẹp thật mọi người, nhưng mà sao cú á, cú không biết các bạn sao, nhưng mà riêng bản thân cú á thì cú thích là cái vũ khí Vip Bumerang hay là Wow Bumerang, nó cộng 15 thôi, không gon thì nhìn nó có sức hút hơn là gon, còn tùy các bạn nữa. Tại vì cú thấy cái hình dạng nó gon như này nè, nhìn nó sao sao ấy, không có được đẹp, nhưng mà nó bắn tia ra thì đẹp hơn là cái vũ khí mà các bạn không gon. Thành ra hình nó cũng hơi bị mâu thuẫn một tí xíu nha. Thì tiếp tục là gặp bạn ấy, đây là một pha full đam kèm với ngọc bảo kích nha mọi người. Rất là mạnh luôn. Thì hiện tại là kho ạt ở bên cú vẫn còn rất là nhiều ạt tầm trung nha. Thì bạn nào muốn mua thì vui lòng liên hệ cho cú qua số điện thoại hoặc là Zalo ở dưới phần miêu tả. Tại vì cú úp bán ạt ở bên Zalo, thành ra là mọi người kết bạn Facebook thì mất công lắm, sẽ không có nhìn thấy được những cái hình ạt cú đang bán đâu. Thành ra là các bạn kết bạn Zalo, sau đó thì các bạn kéo trạng thái Zalo của cú dài xuống khoảng 2 ngày đổ lại được rồi. Các bạn đừng có kéo sâu, kéo sâu thì ạt nó cũng không còn đâu. Là khoảng 2 ngày đổ lại. Nếu ưng ý ạt nào các bạn chụp ảnh hay lưu ảnh ạt đó rồi gửi cho cú, cú sẽ báo giá cho mọi người nhé. Tránh tình trạng là các bạn comment vô cái bài viết ở trên Zalo thì nhiều khi cú thấy cú trả lời, nhiều khi mình không để ý ấy các bạn, không có thông báo thì mình sẽ trả lời rất là chậm. Thì các bạn inbox trực tiếp luôn thì nó sẽ nhanh hơn. Còn các bạn nạp mốc hay là giao dịch trung gian á thì các bạn gọi số điện thoại thì mình sẽ on ngay nhé. Chứ các bạn nhiều khi nhắn tin Facebook hay là Zalo ấy thì mình đâu có cầm suốt 24/24 được mọi người, cũng phải có lúc nghỉ ngơi, có lúc sạc pin chứ. Thành ra là các bạn, nói chung là các bạn nên chat hay là gọi đồ cẩn thận, bỏ ra vài phút thôi. Bây giờ là mình sẽ sử dụng skill cho mọi người xem nhé. Gặp bạn 53 thì không đủ, biết là có đủ sát thương hay không đây. Một tia mình ray ra cho bạn ấy là 3.003 máu nha mọi người. Và bạo kích là 11 ca máu, khá là mạnh. Hồi nãy giờ hầu như là chưa có gặp một bạn nào có lực chiến cao để chúng ta có thể nhây được nha mọi người. Bây giờ thì gặp bạn Phi Điệp level 36. Bạn ấy sử dụng bét rồng và lựu đạn thì chắc là cũng một bạn có lực chiến khá là cao chứ không phải dạng vừa đâu nha mọi người.
Bây giờ thì cô sẽ sử dụng một pha bắn ngược và full dam luôn. Hạt nhân các bạn, đúng là ngọc hạt nhân ạ, này khá là tốt, liên tục luôn. Chứ nếu như pha vừa rồi mà không chạy hạt nhân là mít rồi ấy mọi người. Rất là may mắn luôn. Bây giờ để xem là còn bao nhiêu ván nha. Còn một ván cuối thôi mọi người. Thì xong ván này Cú cũng xin kết thúc video luôn nha các bạn. Thì nếu như bạn nào cần mua nick, cần giao dịch trung gian, cần mua thẻ game, tất cả các loại game chứ không riêng gì gym nha mọi người, thì các bạn inbox cho mình qua Zalo hoặc là gọi trực tiếp số điện thoại ở dưới phần mô tả nha các bạn. Thì đây là một pha full dam, tiếp tục là ngọc hạt nhân. Thì đã kết thúc bảng 34 luôn. Thì Cú xin chào tất cả mọi người nhé, và chúc các bạn là có một ngày buổi tối vui vẻ nha mọi người. Thì nếu như mà bạn nào yêu thích mình thì đăng ký kênh ủng hộ mình, và cần mua hạt mua gì thì liên hệ với mình nha các bạn. Thì xin chào mọi người và hẹn các bạn ở video sau.